Ok, hiện tại là tôi đang ở trong 30 size và hôm nay đặt lịch cắt tóc. 30 size xin chào anh. Anh chào chị, hôm qua là em có đặt lịch cắt tóc ở 30 size tối qua. Anh Nam đúng không? Đúng rồi. Nói mới anh Nam ngồi chờ anh. Cảm ơn. Ok, bây giờ là tôi sẽ ngồi đây đợi tí nữa lên cắt tóc. Đặt lịch từ tối hôm qua rồi đến bây giờ mới lên đây cắt tóc này. Muốn cắt tóc ở đây là phải đặt lịch, còn không rất là đông khách luôn, không thể cắt được. Ngồi đợi tôi sẽ được uống cái cốc nước như này. Những bạn nào mà đến 30 size các bạn hay được thưởng thức những loại nước như này. Thì có thể rất nhiều bạn đang thắc mắc không biết lý do tại sao ngày hôm nay tôi ở Hà Nội từ Thái Bình lên trên Hà Nội chỉ để cắt tóc. Lý do rất đặc biệt đó chính là tôi muốn ăn mừng chiến thắng đội tuyển U23 Việt Nam đã lọt vào trong chung kết. Tôi sẽ tha thu lên trên đầu của tôi cờ đỏ sao vàng để chứng tỏ cái tình cảm của tôi dành cho bóng đá Việt Nam cũng như là cho tổ quốc. Đấy. Tí nữa tôi sẽ tha thu hết lên trên đầu tôi cờ đỏ sao vàng. Rồi. Bây giờ là không linh tinh luyên thuyên nữa thì tôi sẽ ngồi đây uống nước và sau đó sẽ lên trên kia cắt tóc luôn. Cắt tóc xong rồi là nhuộm tóc rồi là tha thu lên trên đầu. Rồi, bây giờ là tôi sẽ trải qua 7 bước. Nên trên đây rất là thích kiểu gội đầu massage. Sau khi mà tôi gội đầu với lại massage mặt xong thì là bây giờ tôi sẽ ngồi đây để cắt một kiểu tóc rất là đặc biệt do tôi nghĩ ra. Phải lặn lội từ Thái Bình đi lên trên đây, các bạn đã biết như thế nào rồi. Ở bên cạnh tôi là một anh stylist, anh sẽ hỗ trợ tôi cắt kiểu tóc này. Tức là em muốn cắt một kiểu tóc nó kiểu như là em sẽ tha thu lên trên đầu của em ba cái lá cờ đỏ sao vàng đấy. Ở đây một cái, ở đây một cái và đằng sau một cái, không biết là anh có thể cắt được không? Ok, chất lượng mình sẽ tha thu cho bạn ba chiếc lá cờ. Ok, bình đây thường là người ta tha thu ở trên da, trên cơ thể. Nhưng mà bây giờ tôi tha thu lên trên tóc đấy. Một kiểu rất mới luôn. Tha thu xong thì là em sẽ muốn nhuộm cái lá cờ màu đỏ và sao màu vàng. Thì okay. Được đúng không anh? Được, tức nữa mình sẽ nhuộm cho bạn luôn. Vâng, ok anh. Hôm okay. Qua này, anh có xem là bóng không? Có đấy. Cảm xúc vỡ hòa luôn. Vỡ hòa luôn, cảm giác rất là phê luôn. Sau khi mà U23 Việt Nam giành chiến thắng và vào chung kết. Nên là hôm nay tôi muốn ăn mừng kiểu đấy. Ăn mừng kiểu mà tha thu lên trên đầu cờ đỏ sao vàng để ăn mừng chiến thắng. Rồi, bây giờ là không linh tinh liên thuyên nữa thì sẽ để cho anh stylist này cắt cho tôi kiểu tóc đấy. Sau hơn 4 tiếng vật vã từ sáng đến giờ thì cuối cùng là tôi đã xong cái bộ tóc ba lá cờ đấy, cờ đỏ sao vàng. Yêu nước yêu tổ quốc nó phải thế. Nó phải như tôi này, nó hành động như này này. Đấy. 4 tiếng của tôi đấy. Thấy chưa? Đỏ chưa?
sau hơn 4 tiếng đồng hồ vật vã trên kia thì là bây giờ tôi đã sở hữu được một bộ tóc nhìn rất là chất và rất là đẹp luôn. Đấy các bạn thấy không? Cái bộ tóc của tôi nó lên tất cả luôn, nó lên cái tinh thần yêu nước, yêu thể thao của tôi. Cờ đỏ sao vàng, đỏ chót luôn. Đấy. Để có một bộ tóc đẹp và chất như thế này thì là tôi đã tốn kém 100k tiền combo 7 bước, 180k tiền nhuộm và 100k tiền thúc tẩy để có được một cái màu tóc đẹp như này. Đó. Và tôi thông báo cho tất cả các bạn một cái tin rất là vui. Với những bạn nào mà đang theo dõi video của tôi hoặc những cái bạn nào mà đang ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh thì các bạn chỉ cần kéo xuống phần mô tả để có thể vào cái link đăng ký được những phần quà của 30size. 100 bạn mà đăng ký sớm nhất thì sẽ được giảm giá 20% khi mà đến 30size cắt tóc, ưu tiên cho tất cả các bạn mà đang ở Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh. Ok, trước khi kết thúc cái video này tôi có đôi lời chia sẻ với rất là nhiều bạn đang tổ chức ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam một cách mà tôi cảm thấy nó rất là thái quá mà nó rất là mất lịch sự luôn. Tại sao tôi nói như thế? Bởi vì là tôi có xem được rất là nhiều thông tin và xem rất là nhiều video trên mạng, cả kể nghệ sĩ luôn. Một người nghệ sĩ mà đi cởi hết quần áo ra sau đăng video lên, tôi cảm thấy nó rất là mất lịch sự và các bạn không hề tôn trọng thể thao. Các bạn không hề tôn trọng bóng đá, các bạn mới làm những cái điều như thế. Khi mà chúng ta yêu thể thao và chúng ta tổ chức ăn mừng ấy, đơn giản các bạn ra ngoài đường, các bạn hò reo cùng mọi người Việt Nam vô địch, tôi cảm thấy đấy rất là vui. Nhưng mà các bạn đi, các bạn cởi hết quần áo, các bạn chạy rông rông ngoài đường, tôi thấy các bạn giống kiểu là người không muốn mặc quần áo ấy, nó rất là kiểu là mất lịch sự, nó không có gì gọi là tế nhị và rất là thiếu mỹ quan đô thị luôn. Đấy, thay vì cách ăn mừng như kiểu tôi này, tôi ăn mừng rất là lịch sự đấy, tôi đi ra tôi cắt kiểu tóc này, tôi tha thun trên đầu tôi cái cờ đỏ sao vàng này đấy, để cho các bạn biết là tôi rất là yêu tổ quốc và rất là yêu thể thao. Tôi không mất lịch sự kiểu như thế. Nhưng mà đây các bạn này, tôi thề luôn, khi mà Việt Nam mà vào chung kết ấy, từ trong Hồ Chí Minh ra Bắc là tôi thấy là các ông là thi nhau cởi quần áo, cởi chuồng chạy ra ngoài đường mà không biết là chạy ra làm cái gì, khoe hàng à, mà việc gì phải làm như thế, đúng không? Nên là tôi chỉ muốn nói qua đôi lời thế thôi. Các bạn hãy ăn mừng một cách nó lịch sự đi, lịch sự hoàn toàn đi, bởi chúng ta là người Việt Nam. Ok, thì đấy, muốn chia sẻ một chút thôi, vì là hôm nay là cũng nhân dịp mà Việt Nam được vào trong chung kết và giành chiến thắng thì là tôi cũng muốn ăn mừng theo cách của tôi, một cách rất là lịch sự. Tôi thấy rất là lịch sự và không hề thiếu lịch sự như những cái bạn mà cởi chuồng chạy ra ngoài đường đấy. Các bạn đừng đi theo phong trào thế, nổi tiếng như thế không hay đâu. Ok, và không còn gì để nói nữa, tôi chỉ muốn chia sẻ thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.